Bà mẹ bị nó dần tổ cái té hừng có kết bình hốn cùng phục kín đầy xú dễ dần còn phùng tình tiền yên. Cái tiền yên đầy hút họt là đặc sản còn tỉnh Quảng Ninh cắp khăm trên lò mù món cái phủ những đầm hà cánh cái tiền yên. Cái dấu tiền yên bao số to là đặc sản nhằng mi tiếng mà bưng hún ảnh tổ cái po chăn ngam có kết bình hún su bón yên hàn nhị. Tiên Yên là huyện Tiền Pu, bờn Đồng Bắc, khoảng tỉnh Quảng Ninh, là thị trấn nói du ngát bà men nằm, Tiên Yên chăn ngam cánh, yên han. Tiên Yên đại nằm tiền bón số cực hờ, ăn nằn, lọc bá, cỏ mày, chấm men nằm, khèo siêu ví vờ. Phùng tình là bón kiến rú khẳng sốc nâng bom hè chở quân, sơn kèo, rào, tay, sáng chỉ, sáng xíu. Nhất lo tiền yên, bón yên han, mỏi nhám phả hung, bó su to mi tính, ma khan trên, lò bón mi cấy ngòn rú vùng Đồng Bắc. Mi kham pha mù móng cái phủ những đầm hà cấy tiền yên. Cấy tiền yên hư có khé lọc cấy bói bá chờ cấy mi tiếng rú vùng Đồng Bắc chờ cấy ní mi té tiền yên. Cấy tiền yên là nâng cùng bưng tổ tành mi tiếng khoảng phùng miền đồng tỉnh Quảng Ninh té bưng bị chết xếp khoảng thế kỷ sáu. Chờ cấy tiền yên mi tính té hừng hà ba vài sau đẩy cấy rú phùng tiền yên cho ma tàu bâng thôn bản. Cơn ní cấy tiền yên lưng đẩy qua mẹ chủ trở quân đành bói cùng bá bờ bồng kiến thế rú khẳng bom me bom cắp ba bú cải lại bị cảnh ma rú thôn Quế Sơn thầu chiều dìm muối quân rào thành bắn tèn cấy hoặc hay có cải lại bàn quân cùng cho hơn. Khé lò cái bói bá, bơ chở cái đếp vườn giúp nỉ, tèn bói giúp băng bòm bá, máy, hà và, so hà, há so hà chân kình, té tổ một tổ bố, bơ lò cái bói, đầy len, bày chu ti, đầy mít chân kình tết nằm đình bón rú, dân thành nhắm cái tiền yên kình ngon, hòm, nhắm hẳn, non nằn, hầu có đầy hà kình tên khảo lý, mắn tùn, bác, cánh nhà. Tàng bó ngũ gốc đầy ván bố rú nỉ cho hơn thầu chiều xìm muối đành cây ní té hừng ma phùng kín đây rú còn bết lại khủ bên mớ ha va thầu muối còn bết lại cho hơn ấn còn tành cái lòng nghe mà pe phùng kín đây rú còn cho hơn vùng đất ở đây gia đình tôi nuôi gà trên đồi đã rất lâu rồi. Phùng đình rút nỉ đầy cho hơn mà khỏi tảnh cấy giúp bá té hừng té cháu té đầy té cho bọc cho bú hót khay mở khỏi cò nhăng tảnh cấy lút là mở khỏi co tảnh giúp phùng đình tiền yên thôn Quế Sơn mở khỏi co mi nghề tảnh cấy ngân lăng. Chưa dình cấy tiền yên bóc suốt to là đặc sản biết tính nhằng hún ảnh tổ cấy po mà pe có kết bình hún giúp vùng yên han nỉ nhất lo mỏng con phùng đình mi bưng lễ hối ngân lang mà bưng tổ cấy giúp vùng đình Đồng Bắc. Đây là cơ hội thì rất sức ý nghĩa.
Anh ni là hồi thì mới khắc nghề, đôi cá bưng cho hơn tảnh lên. Cứ bình khu trai giờ bưng cho hơn bỏng cằn khánh thì tảnh lên. Đầy bưng tổ cấy ngon chăn ngam, anh ni là nham, vầy hàng háo xếp tạm lơ tròn, bưng tổ cấy tiền hình, cánh lại chở cấy, vầy cứ đầy cấy chăn ngam. Vậy bảy chữ chở cấy còn đẹp vườn, hồi thì bổ cấy cánh cấy ngám số vùng Đồng Bắc để vòng con té hừng. Bưng lục cấy vài hờ bưng đồi cấy ngám, tổ cấy po khùn lừng ngám, hòn lùng, hàng cấy khò hy, bòm cắp tổ cấy me, mi hún tổn nòi chăn ngám, hòn đèn đang cùng nham cháy. Cùng bưng khẳng lốc cấy, mi lại hún nắn, bưng tổ cái po chăn ngam mái tổ có mi khủ rình văn tổ mi mau chăn ngam khùn cánh tiền lừng ngam lẹp tiền chăn tì hòn đèn xốp lèm cánh hy mi tổ có hồ ngam bé sơn hồ tổn lung anh nỉ đầy lim là bưng tổ cái cùng gian mà pe và hội thi bồ cấy là huấn ảnh khoảng quẻ hơn chăn ngam khoảng vùng Đồng Bắc báo thể báo tần hot mà vùng đình các bưng kham tô mà bồ cấy bưng kham trên pa tay cháu tay đài rút tắt nắm bạc sùi mi tổ cấy po chăn ngam tay pan bắt các bưng tổ cấy ấn mi cào hén cánh mi lung men ngay quét ảo phùng tiền thì ó khói khủ khung mượt khằm hàng mười tổ cái ní có lưng ép bình mười nâng tổ cái ní có bình ó khói nó khám cài xíp hút từng tắt nắm bạc sùi khẩn vòng bô sùng tạp viên khân khẩn làng khân nâng hung cánh khen ní có hình chăn ngam rút vòng khòn tắt nắm bạc sùi từ tên nắn tắt nắm bạc rồi còn tiền yên đầy khé là bón tinh cháu chăn ngam nhất bón mỹ ó chở cái chăn đi kiện ngon tổ cái vào khẩn lông sườn mình là bưng hủ ven xanh thiên nhiên ấy, đặc biệt là cái huyền thoại vua gà thì đã gắn liền với văn hóa và cái truyền thống của người tiền yên đầy hú họt là vùng bầu cấy bòm cắp bưng lên văn hóa ngân đang khẳng quân dần rút nỉ ăn nằn là bưng khăm trên ma bổ cấy bòm cắp tát nắm bạc rồi hồi thì cấy chân ngam tơ cục khẽ để tổ chức các trầm hỏi nưng cấy chân ngam rút tiền yên tổ cấy té hừng có cứt biển hún cùng bông kiến thế số nông nghiệp cánh lông năm dệt còn phun tiền tiền yên chờ cần so bưng quân dài đầy chun nó bưng đồi cấy chân ngam cánh bưng tổ cấy đang đầy lim bé khủ chân để không bàn tổ chức lăng gian nâng chào khòng bưng dài cay thí có đầy xã hủ gia đình tôi cũng rất phấn khởi tham gia dự thi mà cũng rất vui mừng hôm nay đã cho hơn mời khỏi con muôn sừng chờ đầy xuống mà thì khỏi con muôn sừng chơ đẻ giải nhất bổ cấy hồi thì có mi hàng ban tổ ham ba cùng nằn mi cấy không mở khỏi đẻ lướt tròn sừng nằn phải bảy chữ cấy tiền yên mở khỏi co muôn sừng mở khỏi co mi tổ cấy chân ngam hòn lùng đèn ăn nằn lo cấy tiền yên chú phùng lý cấy tiền yên mi bón tèng bói rú cùng pá quang khoàng rú bưng hay na báu tèng sằng cùng lục đồi cấy ngam để lướt tròn chăn tỉ cân mét chập té bưng trải tèng cấy bói đồi cấy ngam cân mét cho đầy mỹ hún tổ ngam cánh tổ chăn tỉ bưng long bùn vầy lim le tổ cấy chăn ngam ăn hẳn là tổ cấy khỏi đàng khắm hòn lùng ngam mi lại mau mi tổ đèn tổ sùng
đấy, màu sắc màu thì là phải màu cờ đấy, đỏ tươi đấy, và cái yếm, đặc biệt cái yếm màu ấy nó phải che hết cả cái phần ngực, nhìn trông khôn khòng tổ cấy lừng đành chăn ngam và nó trông nó khỏe khoắn cấy cào mi cào hén mà pe chăn đi. Và một cái đặc thù nữa là cái đuôi nó phải nhiều lông dài và cong tít đấy, mà trông như là đuôi phượng. Niềm vui tạm lắng đi. Lăng môn rừng có tạm xón phủ trái bòng cắp tổ tèng mi tính hào phùng tiền đi có kích bình năng về đẩy liêm đoàn năng về trong khỏ các chầu hồi thì còn lưa tròn đầy cái mi tiếng rú phùng tiền đi cái đầy liêm đủ đi và bảy chữ chờ cái rú tiền hiền. Theo thời gian đã hình thành nên tòi gian chờ có cất bình bưng khủ rình hào phùng tình cánh phủ cuốn rú tiền hiền phùng tình có cất bình phùng mít tiếng mà cái ngọn mà pe phùng hí hôn ảnh tổ cái tiền hiền các bưng nên văn hóa cần đầy bảy chữ bính thầy.